Anh ơi, chiếc này mới về anh. Mà sao màu sơn nó lạ kỳ vậy anh? Phong thủy nó màu không? Phải không? Phong thủy hả? Phong là gió hả? Thủy là nước hả? Gió nước hả? Là rước nó hả? Rước nó hả? À, như chiếc này nó là bao nhiêu mã lực anh? 40 mã lực. Bao nhiêu máy? 4 máy. Bao nhiêu tiền? 70. Bao nhiêu ngày bán được? Không biết. Không biết. Không biết hả? À, máy móc đồ còn ngon anh? Ok. Có bình trong đó không? Có bình. Có nổ được không? Nổ có. Có đề được không? Đụng cái nó nổ, cao tử sao có kỳ. Đâu, đụng cái nổ hả? Đâu để em đụng cái nó nổ không? Có nổ đâu? Anh nổ chứ làm gì nó nổ. Cho mấy vé anh? Tự nhiên. Anh cái lựa số nào mà anh không mua là anh cho em số đó. Hả? Cái anh tờ hả? Chiều anh trúng em cũng trúng hả? Rồi, 5 tờ ra. 5 với 2 là 7. Không. Ủa? 72 tờ 3. À, 23. Đói, anh trời đang ấy là tự nhiên mua vé số. Anh lên đề dùm chiếc xe em cái. Thù má giờ cho ba cái công tắc nó đang tiếng nữa nè. Không có xe này ngại nổ. Hả? Đang kiếm cái công tắc này nữa. Công tắc bị sao? Cái nào chậm mà. Công tắc gì? Cái chìa khóa đó. À, không đề được hả? Anh chấm đề đề ngay đây nè. Đề trực tiếp. Không lái, ok, bảo đảm. Phải không vậy hả? Giá 7 triệu hả? 7 triệu. Hả? 7 triệu. Nó đằng, nó cũng sử luôn. Nó đằng, nó cũng sử luôn. Vô sát sát vô không chụp cái tấm hình nhé. Nó tem gì vậy anh? Hả? À, 40 mã lực hả? 40 mã lực, 7 triệu. Ở quên, 70 triệu vậy trời. Kéo ngon ha. À, kéo là hết ấy. 70 ngon giá, 40 mã lực mà có 70 triệu còn ngon nhé. Đó, đùi to dữ rồi. Xe này bên đó nó kéo anh này. Nó kéo chứ không phải nó xài cái đuôi này nó kéo nè. À, có lý ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì bấm vào chữ xem thêm trong rồi vào phần mô tả video rồi lấy số điện thoại ha. Rồi gọi cho anh Đô ha. Rồi, mến chào anh Đô.